Sáng nay ngày 22 tháng 9, theo giờ Việt Nam, chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế John Kennedy, thành phố New York, Hoa Kỳ, bắt đầu chương trình tham dự hội nghị thượng đỉnh tương lai, phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ. Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế John Kennedy có Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng và phu nhân, Đại sứ trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Đặng Hoàng Giang cùng cán bộ nhân viên đại sứ quán và phái đoàn. Đây là chuyến công tác tham dự hoạt động đối ngoại đa phương và làm việc tại Hoa Kỳ đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trên cương vị mới và cũng là lần đầu tiên một Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ta tham dự trực tiếp các phiên họp cấp cao tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Trong khuôn khổ chuyến công tác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng sẽ có các cuộc tiếp xúc song phương quan trọng với lãnh đạo chính quyền Hoa Kỳ, tham dự và phát biểu tại sự kiện hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ và một năm nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, cũng như các cuộc tiếp xúc làm việc với sự tham gia của các quan chức, doanh nghiệp, chuyên gia, học giả hàng đầu của Hoa Kỳ. Đây là dịp để Việt Nam một lần nữa khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, luôn đóng góp tích cực vào hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có bài phát biểu tại phiên họp cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 79. Đây là lần đầu tiên một Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ta tham dự trực tiếp các phiên họp cấp cao tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Sau 47 năm gia nhập Liên Hợp Quốc, thì Việt Nam đã trở thành một thành viên có nhiều đóng góp và dấu ấn trong hoạt động của tổ chức lớn nhất hành tinh này. Việt Nam, 192 votes. We believe that the support, the broad support of the membership of the UN. Chúng tôi tin tưởng rằng sự ủng hộ lớn lao này từ phía các thành viên của Liên Hợp Quốc cho thấy sự ghi nhận của các nước thành viên với truyền thống dương cao nguyên tắc độc lập, cũng cho thấy sự ghi nhận của các nước thành viên đối với những thành tựu trong quá trình đổi mới toàn diện của chúng tôi, và đồng thời cũng là đối với chính sách đối ngoại hòa bình, độc lập và hợp tác của chúng tôi. Việt Nam đã trở thành ủy viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong hai nhiệm kỳ, là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Ủy ban Hợp tác Quốc tế Liên Hợp Quốc và Tổ chức UNESCO. Trong gần suốt nửa thế kỷ đồng hành cùng Liên Hợp Quốc, Việt Nam luôn được đánh giá là thành viên hết sức tích cực, chủ động và có khả năng gánh vác nhiều trọng trách lớn nhằm chung tay xây dựng một thế giới hòa bình, an ninh và phát triển. Hơn 800 sĩ quan quân đội Việt Nam tích cực làm nhiệm vụ tại các phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Cam kết đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050 cũng đã và đang được Việt Nam tích cực triển khai. Trong gần 50 năm qua, thì mối quan hệ giữa Việt Nam và Liên Hợp Quốc đang phát triển rất tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, không ngừng được củng cố và tăng cường. Việt Nam cũng trở thành một đối tác tin cậy, tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế cũng như của Liên Hợp Quốc. Chúng ta đã tham gia ngày càng chủ động, tích cực, đóng góp ngày càng thực chất sâu rộng cả về kinh nghiệm, ý tưởng, con người, nguồn lực trên tất cả các lĩnh vực hoạt động trụ cột của Liên Hợp Quốc. Diễn ra trong bối cảnh thế giới và Liên Hợp Quốc đang chứng kiến nhiều biến chuyển sâu sắc với nhiều thách thức. Tại Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai lần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ cùng 150 người đứng đầu nhà nước và chính phủ, các nước thành viên Liên Hợp Quốc cùng ra soát, tìm các cách thức hữu hiệu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững cho đến năm 2030, đề ra các định hướng lớn về phát triển cho giai đoạn tới. Tại Liên Hợp Quốc, thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ đem tới những thông điệp lớn, quan trọng, ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương với vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc đối với hòa bình, hợp tác, phát triển trên thế giới. Đây cũng là dịp để Việt Nam một lần nữa khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, là bạn, là đối tác tin cậy,
và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Hội nghị thượng đỉnh cũng tạo ra cho Việt Nam một nền tảng để hợp tác với các nhà lãnh đạo toàn cầu. Hội nghị thượng đỉnh là cơ hội quan trọng để Việt Nam dẫn đầu và đóng góp vào các cuộc đối thoại toàn cầu cũng như các hành động tiếp theo. Trước đó vào ngày 12 tháng 9, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trong thông điệp ghi hình gửi tới sự kiện đã khẳng định cần có tư duy mới, cách làm mới cho tương lai thế giới. Việt Nam cam kết đóng góp vào những nỗ lực chung này để người dân được hưởng thụ đầy đủ những thành quả của công cuộc phát triển và chuẩn bị sẵn sàng cho thế hệ tương lai. Trong chương trình thăm làm việc tại Bắc Ninh, sáng nay ngày 22 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kiểm tra tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh và thăm dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội thống nhất thành phố Bắc Ninh. Dự án đường vành đai 4 đoạn qua tỉnh Bắc Ninh đến nay đã phê duyệt phương án và thu hồi đất giải phóng mặt bằng đạt tỷ lệ gần 98%. Diện tích đất còn lại chưa thu hồi chủ yếu là đất ở. Công tác di rời các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật được tích cực phấn đấu hoàn thành cuối năm 2024, đầu năm 2025. Tỉnh đang triển khai 9 trên 11 khu tái định cư, phấn đấu tổ chức tái định cư cho các hộ dân từ tháng 12 năm 2024 và hoàn thành trong quý 1 năm 2025. Kiểm tra tặng quà các lực lượng đang thi công tại gói thầu số 14, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Bắc Ninh, chủ đầu tư dự án chỉ đạo phối hợp với các cấp ngành, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tổ chức giải phóng mặt bằng, hoàn thành dứt điểm trong tháng 9 để có mặt bằng cho thi công. Liên hệ với các địa phương lân cận như Bắc Giang, Lạng Sơn cung cấp đủ vật liệu san lấp cho công trình. Thăm hỏi tặng quà các hộ dân trong khu nhà ở xã hội thống nhất, Thủ tướng Phạm Minh Chính phấn khởi trước những căn hộ khá khang trang và đánh giá cao nỗ lực, cách làm của tỉnh Bắc Ninh trong triển khai các dự án nhà ở xã hội. Thủ tướng nêu rõ đảm bảo chỗ ở, an cư lạc nghiệp là yếu tố quan trọng để thu hút nguồn nhân lực, lao động, qua đó thu hút mạnh mẽ đầu tư để phát triển nhanh, bền vững, nhất là với tỉnh thành phát triển mạnh về công nghiệp như Bắc Ninh. Thủ tướng lưu ý nhà ở xã hội được ưu đãi về vốn vay, đất đai nên có giá thành phù hợp hơn với những người thu nhập thấp, công nhân. Việc làm các thủ tục nhanh, thi công nhanh cũng giúp giảm chi phí và giá thành. Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh đã và đang triển khai 54 dự án nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp. Thực hiện nghị quyết số 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hà Nội giảm 61 đơn vị hành chính cấp xã. Số lượng cán bộ công chức cấp xã dôi dư giai đoạn 2023-2025 của thành phố là hơn 1.000 người. Trong đó có hơn 500 cán bộ, gần 200 hợp đồng không chuyên trách. Thực hiện sắp xếp giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ công chức dôi dư, nhất là cán bộ không chuyên trách sau sắp xếp đơn vị hành chính, đang là vấn đề được quan tâm nhất hiện nay. Thành phố yêu cầu các đơn vị địa phương lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định để không nảy sinh tâm tư thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư. Tốt nghiệp Đại học Sư phạm, năm 2021, chị Lê Thị Nga được hợp đồng làm cán bộ văn phòng đảng ủy, kiêm nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Viên Nội, huyện Ứng Hòa. 3 năm qua, chị được đánh giá có năng lực, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tuy nhiên, thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, 3 xã Viên Nội, Viên An và Hoa Sơn của Ứng Hòa sẽ phải sáp nhập thành một đơn vị hành chính mới. Chị Nga là một trong số những cán bộ không chuyên trách trong diện dôi dư. Nguyện vọng của chúng tôi thì cũng vẫn muốn tiếp tục tham gia công tác đảng, tham gia công việc chúng tôi đang làm, hoặc là có thể là chúng tôi sẽ được phân công sang nhiệm vụ khác thì cũng rất là sẵn sàng thôi ạ. Nguyện vọng của các đồng chí thì cũng muốn được tiếp tục bố trí, được tiếp tục cho sự cống hiến và đóng góp sức lực của mình vào cái nhiệm vụ của địa phương. Số liệu từ báo cáo của Sở Nội vụ, số cán bộ công chức có mặt ở 130 xã phường thị trấn liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính của Hà Nội là 3.384 người. Số cán bộ công chức được giao khi sắp xếp là 2.329 người. Như vậy, số dôi dư sau sắp xếp là 1.054 người. Trong đó, 520 cán bộ, 365 công chức, 169 hợp đồng không chuyên trách. Số cán bộ không chuyên trách hiện nay chủ yếu là cán bộ trẻ, có trình độ năng lực và muốn được tiếp tục cống hiến cho địa phương. Mong muốn là nếu hợp nhất thì cũng nếu không được làm hai chức danh trên thì cũng sẽ tiếp tục làm một trong hai chức danh đấy để chúng tôi có thể tiếp tục cống hiến những kiến thức mà chúng tôi đã học được.
Thời gian qua, các quận huyện đã dừng thi tuyển công chức viên chức tại các xã phường thị trấn để thực hiện việc điều chuyển cán bộ công chức dôi dư sang nơi thiếu nếu đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn. Thiếu về công chức nhưng chúng tôi cũng động viên anh em để làm cho hết trách nhiệm của mình. Còn tất nhiên là khối lượng công việc thì ngày càng nhiều, như các đồng chí biết thì cũng từ cán bộ huyện rồi lãnh đạo xã cũng thứ nhất là cũng triệt để thực hiện cái chỉ đạo là không tuyển dụng thêm và cũng không bổ sung vào, và để đảm bảo được sau khi sắp xếp thì chúng tôi cũng đảm bảo được là không bị tăng vượt quá số lượng về công chức cấp xã. Thành phố đã chỉ đạo các quận huyện thị xã xây dựng kế hoạch lộ trình thực hiện phương án bố trí sắp xếp cán bộ công chức thận trọng, khoa học, khách quan, có tính nhân văn, vừa đáp ứng tâm tư nguyện vọng của cán bộ công chức, vừa phù hợp với năng lực, sở trường, vị trí công việc của từng cán bộ công chức. Ưu tiên cái việc giải quyết chế độ chính sách cho đồng cán bộ, đây cũng chính là cái trách nhiệm của đảng bộ với những người đã tham gia. Về giải quyết các chế độ chính sách, về bố trí các vị trí trên cơ sở năng lực trình độ hiện có, để làm sao mà hài hòa giữa nhiệm vụ chung với những vấn đề đóng góp của anh em trong những vấn đề cụ thể, để làm sao mà đó thì giải quyết được vấn đề tâm tư, tình cảm, để một là cán bộ hiện nay mà được bố trí yên tâm công tác, cán bộ mà hiện nay phải giải quyết các chế độ thì cũng thực sự yên tâm. Ngoài việc thực hiện chế độ hỗ trợ theo nghị quyết số 17 của Hội đồng Nhân dân thành phố đối với cán bộ, công chức cấp xã, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư, nghỉ công tác do sắp xếp đơn vị hành chính, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng chỉ đạo từ nay đến khi hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính mới thì yêu cầu các đơn vị địa phương lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư. Vâng, thưa quý vị, sau nhiều ngày đến Yên Bái để giúp đỡ bà con chống chọi với bão số 3 và khắc phục hậu quả sau lũ, hôm nay các chiến sĩ của lực lượng vũ trang quân khu 2 đã trở về đơn vị để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Cảm ơn các chiến sĩ suốt những ngày qua đã vất vả dầm mình trong mưa lũ hiểm nguy để bảo vệ tính mạng và tài sản cho nhân dân. Ngay từ sáng sớm, mặc dù trời mưa rất to, nhưng đông đảo người dân của thành phố Yên Bái đã có mặt ở khắp các tuyến đường để chia tay các chiến sĩ. Xúc động, đầy lòng biết ơn và thương nhớ là cảm xúc của tất cả mọi người. 12 ngày ở Yên Bái, ăn cùng bà con, dọn dẹp cùng người dân sau lũ, màu xanh của các chiến sĩ bộ đội đã trở nên quen thuộc trong mỗi gia đình, góc phố, nẻo đường của tỉnh Yên Bái. Cô dậy từ 5 giờ sáng, cả một nhóm hội y tế hẹn nhau từ tối hôm qua đến hôm nay ra đây đứng đầy đủ các bạn. Tuổi từ già đến trẻ nên là rất là cảm động. Bùn rất là nhiều này, ngập sâu này, thế rồi là điều kiện rất là thiếu thốn, thế nhưng mà cái tinh thần của bộ đội cứu hộ rất là đáng quý, đáng trân trọng. Để hỗ trợ người dân Yên Bái trong trận chiến với bão Yagi, quân khu 2 đã huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ cùng 35 phương tiện thiết bị. Các chiến sĩ quân khu 2 đã giúp tỉnh Yên Bái hơn 12.000 ngày công lao động, giúp nhân dân dọn dẹp bùn đất, khơi thông các tuyến đường, các điểm ách tắc giao thông, cứu hộ cứu nạn và trợ giúp bà con vùng lũ Yên Bái. Chia tay trong sự xúc động nghẹn ngào, cả người đi lẫn người ở lại đều không muốn rời xa. Sau một thời gian em ra ở tỉnh Yên Bái này thì em thấy bà con rất là quý mến bộ đội. Và khi rời đi em thật sự là cảm thấy rất là tiếc nuối khi rất là quý với bà con. Cơn bão đã đi qua, cuộc sống đang dần hồi sinh. Trong cơn lũ dữ, mỗi người đều học được nhiều bài học quý giá. Đó là tình đồng bào, tình quân dân, tình yêu thương giữa người với người, là sự sẻ chia, đùm bọc lẫn nhau trong hoạn nạn và gian khó. Lũ có thể cuốn trôi tất cả, nhưng tình người thì còn mãi. Sau cơn bão số 3, ngành nông nghiệp của nhiều huyện ngoại thành Hà Nội bị ảnh hưởng nặng nề. Thời điểm này, các địa phương đang khẩn trương tập trung khắc phục hậu quả, chủ động phục hồi ổn định sản xuất, cung ứng hàng hóa ra thị trường. Mưa lũ đã làm hơn 500 hecta lúa của người dân huyện Ứng Hòa ngập nặng và mất trắng. Ngâm nước lâu ngày, những bông lúa gần đến ngày được thu hoạch đã nở mầm.
xót của người dân ra đồng thu hoạch lúa nảy mầm về làm thức ăn cho gia cầm. Thì nói chung là do cái cơn lũ mà phân lũ về toàn bộ cái dân khu vực chúng tôi ở ngoài đê đáy, là bị nước lũ sông đáy nó tràn vào rất nhanh, không kịp trở tay. Mà cho đến thời điểm này thì nước đã rút được một tị rồi, nhưng mà hầu hết là cây lúa của chúng tôi đã bị hỏng và lên mầm hết, không làm gì được. Đấy, chỉ có là vết phát về được tị nào để cho chăn nuôi những con gà, con vịt thế thôi. Còn tại hộ chăn nuôi gà đẻ của ông Ngô Văn Thế, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, hiện đang chăn nuôi hơn 5.000 con gà. Trong đợt mưa bão vừa qua, mặc dù bị thiệt hại về cơ sở vật chất, tuy nhiên do nước lên nhanh khiến khu vực quanh trại bị ngập úng, gây khó trong việc vận chuyển sản phẩm để tiêu thụ. Trước phải thuê chuyến xe nó chở cho được 6 tấn, bây giờ vào thì để chăn cấp cử một cái chăn nơi cho nó ít nửa cho nó... có cạn nước nữa thì mới lại tiếp tục cám được về. Còn trứng thì cũng vẫn hoạt động, nó vẫn bình thường. Hôm nay là trứng nó phải chuyển đi băng ra khoảng hơn cây số lên đường cái thì xe ô tô mới lấy được. Ở xã Phú Cát còn nhiều hộ chăn nuôi nằm ngoài đê với số lượng gà thịt và gà đẻ lên tới hàng nghìn con. Khi cơn bão đi qua, do ảnh hưởng của nước sông tích lên cao khiến các khu trại bị cô lập, chính quyền và hội nông dân đã khẩn trương hỗ trợ di chuyển đàn gà lên vùng an toàn, tập trung giúp đỡ các hộ chăn nuôi đảm bảo vẫn duy trì được sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Hội nông dân xã cũng đã đến các hộ dân là để giúp các hộ dân bằng, trước mắt thì sẽ giúp bằng hộ dân bằng sức lao động, là có thể là đến để giúp các hộ dân xem nào nếu như mà có thể ngập lụt di chuyển thì sẽ dùng sức người để di chuyển. Còn hiện nay một số mà đã di chuyển được rồi thì hộ dân đã di chuyển lên cao rồi. Còn lại những cái khu gò như chúng tôi hiện nay là ở trên xã là có 2 khu gò. Hiện nay là cũng đang nước cũng đang lên, chúng tôi vẫn tiếp tục theo dõi và để giúp điều kiện là giúp vận chuyển cám vào, vận chuyển các sản phẩm làm ra ra ngoài. Hiện ngành nông nghiệp Hà Nội và các địa phương đã và đang chuẩn bị mọi nguồn lực để khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất ngay sau khi nước lũ rút. Tuy nhiên, thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, do đó các địa phương, hộ chăn nuôi cần cân nhắc trên cơ sở thực tế để bố trí cơ cấu sản xuất cây trồng, vật nuôi hợp lý, bảo đảm đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Tối nay 22 tháng 9, Đài Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt Dòng Thời Gian, bài ca đi cùng năm tháng với chủ đề Vì những mùa trăng an bình, nhằm lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, sự quan tâm và chia sẻ của cộng đồng tới đồng bào, nhất là trẻ em chịu nhiều đau thương và mất mát do thiên tai. Nằm trong chuỗi đêm nhạc đặc biệt bài ca đi cùng năm tháng của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chương trình Vì những mùa trăng an bình, khán giả không chỉ cảm nhận được sự khốc liệt của thiên tai bão lũ mà còn tìm lại những khoảnh khắc sâu lắng của hoài niệm và miền ký ức trong trẻo thanh bình của những mùa trăng. Đặc biệt, Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội sẽ giới thiệu tới khán giả ca khúc Nụ ơi do ca sĩ Nam Tước sáng tác, phổ nhạc từ thơ của nhà thơ Lưu Trọng Văn tưởng nhớ những em bé làng Nụ tử vong sau trận sạt lở kinh hoàng ở Lào Cai. Chương trình lên sóng vào lúc 20 giờ ngày 22 tháng 9, được truyền hình trực tiếp trên kênh H1, phát thanh trên kênh FM96, ứng dụng Hà Nội On và các nền tảng số của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Công ty Thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy thứ 3 Hồ Thủy điện Hòa Bình vào 15 giờ hôm nay, ngày 22 tháng 9. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có công văn gửi Hà Nội và 11 tỉnh thành đề nghị tập trung ứng phó. Công ty Thủy điện Hòa Bình có trách nhiệm tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước, thượng hạ lưu hồ chứa, kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn qua Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai và các cơ quan liên quan theo quy định. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã có công văn gửi Hà Nội và 11 tỉnh thành đề nghị triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn hạ du khi vận hành hồ chứa Thủy điện Hòa Bình, trong đó lưu ý an toàn các hoạt động kinh tế ven sông, trên sông. Xin chuyển sang những tin tức thời sự quốc tế. Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 6 của nhóm bộ tứ bao gồm Mỹ, Australia, Ấn Độ và Nhật Bản đã diễn ra tại thành phố Wilmington, bang Delaware của Mỹ với chương trình nghị sự tập trung vào nội dung tăng cường hội tụ chiến lược giữa các nước thành viên, thúc đẩy tầm nhìn chung về một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Hội nghị đã ra tuyên bố chung, trong đó nhất trí mở rộng hợp tác về an ninh hàng hải, tập trung vào việc nâng cao khả năng tương tác giữa các lực lượng bảo vệ bờ biển của các nước thành viên.
Trong tuyên bố chung sau hội nghị thượng đỉnh ở Delaware, Mỹ, các nhà lãnh đạo bộ tứ đã đề cập đến các sáng kiến mới cũng như các sáng kiến đang được triển khai trong các lĩnh vực từ an ninh và cơ sở hạ tầng hàng hải đến ứng phó thảm họa thiên nhiên và các công nghệ mới nổi. Nổi bật trong số này là kế hoạch tổ chức các cuộc tập trận chung của lực lượng bảo vệ bờ biển bắt đầu từ năm 2025, cũng như mở rộng chương trình đào tạo cho các quốc gia khác trong khu vực nhằm nâng cao năng lực giám sát, thực thi luật pháp trên biển và ngăn chặn hành vi bất hợp pháp. Các nhà lãnh đạo bộ tứ cũng nhất trí cho phép chia sẻ không gian vận chuyển hàng hóa qua đường hàng không và đường biển nhằm mục đích hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai. Những lĩnh vực hợp tác khác bao gồm dự án xây dựng cơ sở hạ tầng truyền thông mới mang tên mạng truy cập vô tuyến mở và các nỗ lực phòng chống ung thư cổ tử cung dựa trên kinh nghiệm hợp tác trong đại dịch COVID-19. Tuyên bố chung của hội nghị thượng đỉnh nhóm bộ tứ cũng kêu gọi cải tổ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bằng cách kết nạp các thành viên thường trực mới từ châu Phi, châu Á, châu Mỹ Latin và vùng Caribe. Liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine, lãnh đạo nhóm bộ tứ kêu gọi cần thiết lập hòa bình lâu dài ở Ukraine. Hội nghị thượng đỉnh tiếp theo của nhóm bộ tứ dự kiến được tổ chức tại Ấn Độ. Đài truyền hình Al Jazeera có trụ sở ở Qatar cho biết lực lượng Israel đã bất ngờ đột kích vào văn phòng của họ tại Ramallah ở khu bờ Tây bị chiếm đóng và ban hành lệnh đóng cửa trong 45 ngày. Động thái này diễn ra chỉ một tuần sau khi chính phủ Israel thông báo thu hồi thẻ nhà báo của các phóng viên Al Jazeera tại nước này. Hồi tháng 5 vừa qua, Israel cũng đã đóng cửa các hoạt động và tịch thu một số thiết bị của đài truyền hình Al Jazeera ở nước này. Phía Israel thông báo đã chặn các chương trình phát sóng trên cáp và vệ tinh, cũng như trong web của Al Jazeera. Việc đóng cửa diễn ra sau khi Israel thông qua một đạo luật cho phép chính phủ cấm cửa các mạng lưới nước ngoài được coi là gây ra mối đe dọa với an ninh quốc gia. Đài Al Jazeera có trụ sở ở Qatar và có văn phòng ở Jerusalem, bờ Tây và Gaza. Kể từ khi xung đột Israel-Hamas nổ ra vào tháng 10 năm 2022, đài này đã trở thành một trong những đơn vị tích cực đưa tin về các hoạt động quân sự của Israel và ảnh hưởng của cuộc chiến với tình hình nhân đạo trên dải Gaza. Quân đội Israel nhiều lần cáo buộc các nhà báo từ đài truyền hình của Qatar có liên quan đến Hamas hoặc tổ chức thánh chiến Hồi giáo. Trong khi đó, Al Jazeera phủ nhận các cáo buộc của chính quyền Israel và cho rằng Israel có kế hoạch tấn công có hệ thống nhằm vào các nhân viên của họ tại dải Gaza. Quân đội Liên bang Nga và Quân đội Nhân dân Lào đã bắt đầu cuộc tập trận chung Laros 2024 tại trường bắn Sergeyevsky thuộc khu vực Primorsky ở vùng viễn đông của Nga. Cuộc tập trận này được tổ chức luân phiên giữa Lào và Nga bắt đầu từ năm 2019 nhằm củng cố mối quan hệ hữu nghị giữa nhà nước, quân đội và nhân dân hai nước Nga và Lào ngày càng bền vững. Theo Bộ Quốc phòng Nga, binh sĩ hai nước sẽ tham gia huấn luyện chiến đấu nâng cao, lái xe bọc thép, xe cơ động và nhắm mục tiêu vào máy bay không người lái của đối phương. Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Lào Kham Suk Intapon cho biết các cuộc tập trận sẽ rèn luyện kinh nghiệm tác chiến trong môi trường quân sự hiện tại, bao gồm kiến thức và kỹ năng vận hành và bảo dưỡng các mẫu thiết bị hiện đại của Nga. Theo kế hoạch, cuộc tập trận quân sự chung Nga-Lào sẽ kéo dài 8 ngày. Ngoài việc chia sẻ những kinh nghiệm tác chiến, binh sĩ hai nước sẽ thực hành đàm phán với những kẻ khủng bố, sơ tán dân thường và tấn công các nhóm vũ trang bất hợp pháp. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa thông qua thành phần chính phủ mới của tân thủ tướng Michel Barnier với toàn bộ 39 thành viên đều thuộc các đảng trung du và cực hữu. Sự kiện diễn ra hơn 2 tháng sau cuộc bầu cử hồi đầu tháng 7 dẫn tới một quốc hội treo và làm sâu sắc thêm sự chia rẽ chính trị tại Pháp. Tân chính phủ tại Pháp sẽ có 17 bộ trưởng, trong đó có 7 người thuộc liên minh trung dung của Tổng thống Emmanuel Macron và 3 người thuộc đảng bảo thủ, những người Cộng hòa của ông Barnier. Trong số các vị trí chủ chốt, ông Jean-Noël Barrot sẽ thay thế ông Stéphane Sejourné là Bộ trưởng Châu Âu và Ngoại giao. Ông Barrot, 41 tuổi, một chính trị gia trung dung được biết đến với công trình chuyển đổi kỹ thuật số và các vấn đề châu Âu. Ông có nhiều kinh nghiệm trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế phức tạp, đặc biệt là trong Liên minh châu Âu. Ông Sébastien Lecornu tiếp tục được bổ nhiệm là Bộ trưởng Quốc phòng Pháp. Ông đã đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố năng lực quân sự của Pháp, bao gồm hiện đại hóa các hệ thống phòng thủ và quản lý viện trợ quân sự cho Ukraine. Thành phần và định hướng của chính phủ Pháp rất quan trọng bởi nước này có tiếng nói hàng đầu trong chính sách của Liên minh châu Âu, là một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới và là thành viên có vũ khí hạt nhân và quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, với việc gạt bỏ các đảng cánh tả và cực tả sang một bên, dù những đảng này đã giành được kết quả cao trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua, tân thủ tướng Pháp Michel Barnier sẽ phải đối mặt với không ít những thách thức. Các chính trị gia đối lập cánh tả đã tuyên bố họ sẽ thách thức chính phủ mới thông qua việc bỏ phiếu tín nhiệm.
Hội nghị sản xuất thế giới năm 2024 đã diễn ra ở tỉnh An Huy, Trung Quốc. Tại đây, nhiều ngành công nghiệp truyền thống nước này giới thiệu những sản phẩm và sáng kiến mới nhất của họ hướng tới phát triển xanh và ít carbon. Vào tháng 7 năm nay, Trung Quốc đã ban hành hướng dẫn về việc thúc đẩy phát triển xanh của ngành sản xuất nhằm đẩy nhanh quá trình xây dựng hệ thống công nghiệp hiện đại và công nghiệp hóa mới. Tại sự kiện kéo dài 4 ngày với chủ đề sản xuất thông minh vì tương lai tốt đẹp hơn, một công ty xi măng đã trưng bày mô hình nhà máy thông minh chạy bằng điện xanh. Công ty cho biết, chiếc xe chở xi măng được cung cấp năng lượng từ hệ thống lưu trữ năng lượng gió và năng lượng mặt trời trong nhà máy của họ. Toàn bộ quy trình, từ khâu khai thác đều đạt tiêu chuẩn cao về công nghệ, tính thông minh và quy trình xanh. Nhiệt thải từ nhà máy xi măng được tái sử dụng để phát điện, đáp ứng 50% nhu cầu của nhà máy. Tại triển lãm hội nghị, xe năng lượng mới cũng là một trong những điểm nhấn thu hút sự chú ý. Ngoài việc sử dụng năng lượng sạch, các sản phẩm xe điện và xe hybrid có thiết kế bắt mắt và hiệu suất cao, mang đến cho người tiêu dùng đa dạng các lựa chọn. Được tổ chức từ năm 2018, tính đến nay, Hội nghị Sản xuất Thế giới đã thu hút hơn 600 giám đốc điều hành từ các công ty lớn hàng đầu tại Mỹ. Hơn 3.600 dự án đã được ký kết, tạo ra khoản đầu tư thực tế hơn 1,5 nghìn tỷ nhân dân tệ. Năm nay, hội nghị thu hút khoảng 1.000 nhà đầu tư và du khách trong và ngoài nước.